Rồi bà con rất là mừng nghe đội Kiều Hải để biết những câu chuyện dở trên mạng xã hội. Hiện nay là rất là khổ, nhiều người cứ quay trên mạng xã hội rồi bị lừa thì chỉ rất là nhiều, nên như giờ chị này đi bị lừa trên mạng xã hội, quay trên Facebook là bị đối tượng lừa lấy hết 5 tỷ về, nên mọi người mới cảnh giác cái gì trên mạng xã hội là lừa đảo hết. Mọi người đừng có cái gì mà trên mạng là mọi người tin tin 1%, tin 1 phần thôi, 10% 1 phần thôi. Nên bây giờ chị này chỉ ở quê chỉ lên nhờ được Thiên Hải cây đối tượng nằm trong hầm. Bây giờ mọi người hãy chia sẻ giùm mọi người. Bây giờ chị cho hỏi thăm là chị gặp tấm hình trên ta lại đây Trầm là cái gì? tinh vượng trầm Rồi là đối tượng này là quen với chị sao? anh với ảnh là trên mạng nói chuyện Quen trên mạng nói chuyện phải không? dạ Quen trên mạng nói chuyện là quen bao lâu? năm Qua năm ngoái rồi hẹn ra là nhà nghỉ là ngày mấy? ngoái Hẹn ra nhà nghỉ là ngày 20 đến tháng mấy, tháng 7 hả? 27 27 rồi nhà nghỉ nằm ở đâu? Ở Long chơi cách Càng Long ở hả? Long chơi cách Là tỉnh nào? tỉnh chơi cách Ủa tỉnh tỉnh gì? Càng Long vậy đó Ủa tỉnh Trà Vinh hay tỉnh Vĩnh Vĩnh Long? Tỉnh Vĩnh Long Long phải không? Chị nói cho rõ ràng này kia ông mới làm được, đâu phải đàng á hoàng, Vĩnh thấy không? Bây giờ nó xuống đất không nước gì không, điện hợp tỷ Long Quên Hải là Thiên Hải đã nhịn nhịn là đúng là nó nằm 101 tầng 6 ngày 5 giờ 37 phút, rất là đau khổ. Nó xuống điện hợp tỷ buồn ghê là mấy chị em phụ nữ. Trời ơi, tại em mới phường lên nào? Đàng Long hả? Chị biết hôm nay chị về đây đang ở tỉnh nào không? em mới lên Ý là chị đang ngồi ở đây là ở tỉnh nào chị biết không? Không luôn hả? tại Trời ơi, em Càng Long, Trà Vinh rồi kìa. mới Thôi cái này chắc mình không giúp bà này được rồi. chị này thông tin bao giờ đó thấy đi làm điện mà chị đi hiện Thôi ơi nè, để Càng Long nè, Càng Long nằm ở Trà Vinh giúp chết nè. Vinh Sao mà nói Vĩnh Long rồi Trà Vinh nè? Vinh á Vinh á Đúng thì bây giờ Vinh hôm nay chị về đây mà chị còn không biết là chị đang ngồi ở tỉnh nào nữa thôi luôn. Nên là cầu giúp hết mình, người dân đến đây cũng giúp không bỏ ai ngoài. Nhưng mà bây giờ cái này nè, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. Nhưng mà chị nói Vĩnh Long nó tùm lum ra. Chị nói gì mà tôi không hiểu luôn, bây giờ làm sao tôi giúp chị được. Bây giờ chứ rất là đau khổ, là tôi rất là đau về vì sao đây nè, bán đồ vật quỷ Càng Long ở Trà Vinh. Quỷ Càng Long là xã nào? Cái này là từ xã phường rồi đến quỷ đến thành phố đến tỉnh, thì tôi rất là sợ chị luôn. Thông cảm là tôi thông cảm, hay có điện thoại alo không nào? À, có gì nhiều em tắt máy cho em điện thoại của chị. Chị ơi là vợ chị ơi, cái gì trên app, cái gì trên app thì mạng xã hội là lừa đảo rồi. Chị ơi chị là vợ chị, cút được tôi đừng có chơi mà cái đó. Chị ơi là vợ chị, là vợ chị, là vợ đừng tham tiền quá chị ơi. Cái gì hẹn hò hay gì? Vợ lại hẹn hò cho con Thành với Hành Tony đi đó, nó lên hẹn hò cho chị nha. Chị muốn cái đó hương lên cái đó hương, chị lên đó đã lừa chị nghe. Chú bây giờ kêu quay số, quay số rồi cho bắt đầu có tiền rồi nghe. Vợ lên mạng mà ảo quá, vợ với bà này, bà này. Bây giờ nè, bây giờ con nói chị nè, con nói chị nghe nè. Bây giờ ở đây có người cũng bị lên mạng xã hội rồi, lên cái đó hương rồi, nó lừa hết 5 chỉ vàng rồi. Đó chị thấy không? Chị ơi, chị ơi, chị Quỳnh Hải đây, cái nó hương nhiều quá, thật chị làm tôi rất là buồn. Mấy chị phụ nữ thì cái chị muốn ra đâu hả? Cái bà ơi, bà là bà, bà đừng ảo tưởng trên mạng. Alo, không phải ý là tôi nói nè, không phải ý là tôi nói nè, tôi thương tôi là tôi nói hiểu không, tôi phải là cô ấy hiểu không nè. Bây giờ chị muốn rảnh thì vô nhà bà, nhà chị, nhà cô một khu như cái thị quỷ xếp bên tiền của em vô đây, tôi chỉ về làm lại đi, không có đất tiền nghe, đóng hết vô tiền rồi. Không chỉ chị chưa? Thôi không chịu mừng, bắt đầu bắt chị mừng nó vô vô đây, vô đây tôi chỉ giờ, vô đây liền.
biết nhà cô mẫu không? Biết, không biết, sao biết. À, cô mẫu đi rồi, không quay, không quay, không quay, không quay, không quay, không quay, không quay chuyện. Quay, 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 không quay chừng nào người ta chừng nào quay mới cho quay, nhưng mà nó chị kỳ vậy. Không phải ai cũng ép quay rồi, nó chị kỳ bà nội. Bà nói không phải tôi nè, quay được, quyền cho phép. Được quyền cho phép người quay, hiểu không? Được quyền cho phép, mà nói chuyện đi vậy thôi, mà nói quay, mà nói chuyện cái đó thôi, mà đừng có biến được tôi đi. Mà bê trai và chạy bà. Mệt ghê vậy. Cho mấy bà đi. Nói chung là tôi nói rất là khổ, đau lắm thiệt, nhiều người phụ nữ chia phụ nữ nè, cứ lên mạng quen trai quen này quen kia là bị lừa đảo rồi kia, rất là nhiều thiệt. Ở đây là phải muốn quay à quay đâu, được sự cho phép phải mới quay chứ phải muốn quay à quay đâu, quay là thưa kiện là tôi này bị phạt ở tù ra. Nói chung mọi người cũng phải hiểu phải biết nhau, đâu phải là muốn ai quay thì cho quay, muốn quay đâu phải quay bậy bạ đó, thì đó mọi người biết, mọi người nhìn nhau. Đó bây giờ chị này rất là khổ, giờ chị nói thì tôi làm sao tôi biết địa chỉ, vì sao tôi đến đây quay thì tôi biết để tôi làm thì tôi bắt đối tượng đó, tôi mới đem báo công an địa phương lại lãnh đối tượng đó về giao cho phường gần nhất rồi để báo công an đó lại đưa đối tượng đi về ngay chỗ mình. Địa chỉ đâu Kèn Long thì chị phải nói tôi hiểu, phải hỏi chị Vĩnh Long thì nhân chị thôi, chị cũng là chị cũng đâu có nhỏ tuổi đâu mà chị nên quên điều kia. Tôi rất là đau khổ thiệt, nhiều lúc tôi cũng buồn thì buồn cho nhiều phụ nữ, cứ làm tôi đau khổ, ai không sướng đâu, cái tôi đây tôi đau khổ, đau khổ rất là đau khổ. Nhiều ngày người nhiều người nói anh Hải sao nói chuyện bậy trên mạng bất tiện quá, mà nó thật sự thật, thật là thật, thực tế thật tế, nó nói thật tế, nó là ở đây là tôi không có dàn dựng nha, ở đây là nói thật là không dàn dựng, nói thực tế trên xã hội hiện nay ước ao gì kia phụ nữ được điện cô cứu hệ sĩ Hải là tôi rất là vui, để nói thẳng với mấy bà con bất diện ước ao gì hiểu rất là nhiều người. Bây giờ chị báo công an phường xã nào đồng chí nào nhận đơn để có biết phương điện thoại là tôi dám làm cho chị, chứ giờ điện bây giờ làm bậy bạ là cái người mà nó thua tôi sao, chị hiểu cái đề đó chưa, chị hiểu cái đề đâu, chị phải hiểu cho tôi chứ. Bây giờ tôi làm này hãy chuẩn bị chịu chị bệnh bạ này kia sao đấy, hệ sĩ cũng phải dàn dựng, nhưng mà nó dàn dựng như đâu, ví dụ mà cái bà già đó đúng các quay xem để đấy hệ sĩ cũng phải dàn dựng chắc là khổ, tôi mà dàn dựng ai bà con cứ hỏi ha. Bà con cứ hỏi à, tôi mà dựng thì tôi cho 100.000 đô, tôi nói được làm được ha, nó được làm được à, nó còn dựng á cái bà đọc là nó hẳn bị cho 100.000 đô. Chứ bây giờ ở ra cái hiệp sĩ Vinh Hải dàn dựng câu like câu view không có, đây là tôi giúp mọi người, giúp mọi đất một nơi, tôi không bao giờ thờ ơ mà không bao giờ vô cảm gì những người mà bình luận trên mạng ha. Bây giờ hình ảnh tôi bây giờ nè, nó lấy được rằng là Facebook Zalo nó đăng lên rồi nó đăng rồi nó lừa đảo người dân nó hệ sinh thái lừa đảo này kia ha, nên mọi người là ơn cảm giác cái lời này ha, ha. Muốn cái gì điện thoại chết cho tôi trên mạng xã hội, số điện thoại tôi trên mạng bà con cứ điện thoại chết. Chứ bây giờ tôi không có bây giờ mà nói nó mãi nó mệt lắm rồi, bây giờ tôi muốn gây sự cái chuyện ra đó ha, mình tôi hại không chết mà trời hại mới mất vậy thôi, nó hăng rồi vậy. Nói cho mọi người biết, mọi người hãy thông cảm cho tôi chứ, một ngày ít hàng trăm người nghe điện thoại đấy, tôi mà cũng buồn cũng bực mình bị chết luôn thiệt, nghe điện thoại mà bị chết, nói cho mọi người hãy hiểu. Bây giờ rất là đau khổ, một chị lại báo án mà báo không có rõ đầu đuôi thì khi làm sao tôi dám làm cho chị. Bây giờ kiếm cái này được rồi, chị không biết chị báo công an chưa đó, tại chị chưa báo công an rồi sau này bắt người nó bắt người sáng bắt được người kia, rất là đau khổ. Chị báo cái địa chỉ của chị không có rõ làm sao không làm được đi. Thì có thể chị tôi cũng giúp cho chị cũng ở xa thì đến đây tôi giúp không có ngày, nhưng mà giờ chị không có rõ ràng sao cũng dám làm rồi mới còn cái bắt mượn lực rồi đưa hình ảnh lên mạng xã hội này kia cả thưa lên sao, cái chị hiểu cho tôi chứ. Em cũng anh ấy rồi làm sao em có báo rồi, báo công an rồi, báo công an đâu rồi chị này không biết rồi, không nhớ sao làm. Thì cứ làm thầy Vinh đó, hay Vinh làm thầy Vinh nữa. Chị đang ngồi đây là tỉnh nào? Hiện tại chị đang ngồi ở đây là tỉnh nào chị biết không? Em đi qua nước ngoài là chị biết hiệp sĩ người Tây Hải ở tỉnh nào không? Ở đây là Bình Dương. Bình Dương biết rồi. Phải Bình Dương không? Dạ. Chắc ăn chưa? Ở Bình Dương. Còn cái người mà lừa chị, lừa tình, lừa bà chị có ở đâu? Anh ở ở phố, ở phố.
Ở phố mà sao ở chỗ nào? Đi qua dưới nhà tôi không biết chỗ nào. Chỗ tính giấy kia vô đó, tính giấy ở đó. Tính giấy. Tính giấy thì nói không rồi, tính giấy thì tao biết. Ở đâu đâu biết. Đấy cái gì nãy giờ là gì? Bạn của chả ở đó rồi. Này cho thầy đi lấy thuốc uống thật rồi. Tôi không. Bây giờ mà sao mà biết chỗ nào mà làm nè. Chứ bây giờ đây chả là ông là ông chạy xe là bồ có chuyện không? Ừ. Không chạy xe mà nó phải bồ nhiêu. Không phải đâu. Dạ. 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 Bữa nay em nói với thằng Long trước á. Thằng Long á, bữa nay anh định vô lên trên đây để chán. Thôi giờ lỡ rồi đi hỏi luôn. Bây giờ là chị quen chung đó, quen nó mấy tháng rồi. Hẹn đi gặp là ngày 27 không? 20. Ngày 20 tháng 7 không? Rồi ra khách sạn nào? Tặng chỗ Vinh á. Tặng khách sạn cần gì biết không? Hả? Khách sạn cần gì? Tính giấy em để em đó em. Biết rồi, không phải ý là mẹ chỉ có vô khách sạn nó có. Giờ có cầu rào, trong đó có khách sạn cầu rào, có mình có tích xích bù rào được không? Có ngoài tích xích bù rào, sinh phần không có sống. Công an có tích xích bù rào? Có, nghe. Công an có lại tích xích bù rào? Có, nghe, chạy mình đưa. Công an có lại không? Công an hả? Có, em lên cho công an đưa giấy cho công an. Ấy nè, chỉ có tích xích bù rào đưa công an không? Có, được tính giấy thì nó lại cái sạn chỗ đó, người ta ghi vô. Lại cái sạn chỗ đó, người ta ghi vô đó. Uống thuốc. Tôi hỏi lại chị luôn. Tôi cũng sợ chị luôn. Lên thuốc uống thôi. Tôi sợ chị luôn. Giờ tôi không biết sao. Giờ tôi giúp cho chị luôn. Giúp chị mà chị nói không có rõ. Tôi hỏi là công an có lại chích xuống nào. Chị nói có thì hỏi sao. Vậy công an đưa tấm giấy ghi vô. Thế giờ tôi hỏi gì. Thế giờ mấy hồi được mấy người biết á. Mà đưa cho ớt. Mà hỏi ớt. Phải hỏi ăn. Ấy rồi cái này dài lắm. Thấy không? Bố 20 dặn. Ấy rồi lên báo. Ấy đó báo công an rồi công an nó đi vô hết rồi không còn để đi nó để chờ để đi nữa nó điện thoại đó thì gọi thôi đó rồi đâu có nói không có điện thoại cho chị không chưa có điện chưa điện luôn hả ờ thì em nghe rồi báo rồi cũng đi vô rồi chưa đó tôi hỏi vô khách sạn lúc mấy giờ hả vô khách sạn lúc mấy giờ để chặn lúc 12 giờ 12 giờ trưa hay 12 giờ đêm 12 giờ trưa rồi vô 12 giờ trưa rồi nghĩ đến mấy giờ 6 giờ mới đi 6 giờ chiều hả? Dạ, 6 giờ chiều. Rồi bữa hai người quấn nhau mấy lần? Làm một lần. Có làm một lâu chưa? Đang ngủ. Ngủ hả? Ừ. Lúc nào nghe buồn thì hiệp sĩ đang đói rồi. Đang đói mà chị không cho ăn, chị cho ghé ăn ngủ ghê. Chắc là đau buồn đi. Chắc là đau rồi. Nói chung là cái người đó là bao nhiêu tuổi? 40. Vậy là chị nhiêu tuổi? 50. Không phải 50 rồi, đấy là chị là chị giỏi rồi. Chị lớn người đó 3 tuổi mà người cũng ăn nổi. Nhưng rất là hay. Rất là hay, nói chung là câu bắt ra đây là anh em người thật thật. Nói chuyện thật chứ không bao giờ mấy. Mình phải hỏi vô vấn đề. Chúng ta anh Hải hỏi chuyện gì mà này kia. Phải ế ơi, còn ta nói này kia, không phải mình có gì đâu. Mình làm gì phải điều tra cho kỹ. Mình biết làm chứ làm bậy bạ bữa đó bắt nó rồi mà. Bởi vì do mày ăn mấy lần thì rất là nó là dù chỉ nói một lần nó hai lần là sao thấy không sáng giờ đi ăn uống rồi có cái cá có tiếng ngồi về ngủ nữa rồi chở ăn cá nữa rồi ngủ luôn bữa thứ sáng đi về đã ăn gì á là vô nghỉ một có lần không không như lần xưa rồi đi sáng giờ đi ăn đi ăn rồi đi uống nước cà phê đi cá đi kia xong rồi đã về nhà chở nữa chợ ngon thì làm đàn nữa không nữa. Rồi hai lần để chứ bắt rồi nó hỏi mình làm mấy lần kia bắt cái bà kia bà cô giáo của ta nhờ đi rồi qua đường tàu bắt thằng đó lấy xe khác bà lấy điện thoại bà lấy rồi cái hỏi mày ăn ở ở mấy lần bà nó mới chưa ăn ở lần nào nó có ăn ở hai lần đó thì tôi rất là nhiều người lại đây là khai không sự thật nữa rồi hỏi ra mới đúng sự thật không đó thì nói chuyện như vậy nha rồi lý là sao nó lấy về năm cái gì thì nó sẽ rõ ảnh vô nằm với em 12 giờ có anh đây chị dây anh đây chị dây anh mới nói là anh ủa anh hiện mà anh đây chị dây thì cục ngắn tránh đưa cho em đeo rồi anh đeo rồi xong chung rồi em mới lấy chị dây với anh đưa tránh đeo lại sau khi anh vừa đưa hay là tự anh vừa đưa cho chị cái chị dây này đeo anh đeo để cho em
Rồi rồi cái sợi dây của em là tự người đó cho lấy thì là sao? Anh đưa em cầm gì đó, nó lấy nè. Em có ở của em, nó lấy nè. Đúng rồi. Nhà này cũng khó rồi. Cái này là ừ, mình đưa cho con yêu. Có tên chào bác. Nè chị hay mấy bà con của bác thấy cái gì giả nè. Nó lấy sợi dây này mấy chỉ, mấy cái mới được. Nó lấy sợi dây này 2 cây nè bà con. Đó. Sợi dây 2 cây mà 2 cây gì về thị sĩ. Có ngàn chỉ à, dây giả nè bà con heo. Đó dây giả nè, hãy lên, đó dây giả bà con đây. Nè sợi dây con 2 cây nè bà con nè. Cứ chiếu vào dây nó bự gần chết, bự gần. Sợi dây bự này sợi dây 2 cây nè đó. Sợi dây 2 cây nè. Đó, bà con 2 cây. Sợi dây này bự hơn dây con mà có 2 cây nè. Đổi luôn. Trời đổi không? Dây dây 2 cây nè. 49 còn sợi dây của bà nè. Vậy bà đúng đúng là sợi dây này đúng là 3 cây với 2 cây nè. Nhưng mà hút năm chân. Ừ. Đây hút cho cái gì bằng sắt thôi. Đó nên mọi người cảnh giác. Đó có quay qua mạng xã hội ha. Đó mọi người hãy chia sẻ giùm mình đi. Đắt đầu cổ. Đó cổ thì giữa đâu không biết hả. Hôm nay được à. Bây giờ mình muốn mình chơi chơi mình không sợ mưa rơi. Có bên đâu rồi. À rồi. Bà con với vợ giúp được tôi gặp đất tụi đâu chia sẻ. Đầu tiên hãy sẽ đưa nó ra shop được. Nhưng mà bây giờ này chị phải đến công an nơi đó mà không chị báo. Hôm nay là đến tháng 8 rồi. Chị báo rồi sao chị sao rồi anh em mới dám làm chứ chị lại hỏi rồi chị điện cho tôi thế là công an phường đó xã đó không có dám làm chị như vậy tôi chưa dám làm được. Ủa không bị thiếu hỏi được chưa anh chút ra tôi làm tôi không để tao làm cháy giờ tôi làm cho rõ tôi bắt luôn mà chị phải làm cho rõ không dám bắt chị báo mà em chưa cho nó rõ chị báo em báo rồi báo công an nữa là báo rồi chưa báo công an rồi xã công thợ. Tôi cũng đầu mấy mấy bà quá, cái bà lại báo gì mà là tôi hỏi là cái khét là mệt lắm thiệt. Đó rất là đau buồn buồn mọi người. Giờ cuối cùng này, cái này ông Thiên Hải là làm từ 7 giờ đến 10 giờ, giờ 12 giờ 5 phút rồi. Đó, bà con hay chưa ăn uống, xong rồi chưa ăn uống đâu. Vì người dân phục vụ, nó dù không ăn uống thì buồn lắm. Đau lúc lúc sướng không bị hiệp sĩ. Đây tôi đói lắm rồi, nó dùng bà con. Nó bụng mà đói kia nữa, rất là đói thiệt, mà con không hiểu. Nói chung là bà con phải hiểu cho Hải thì Hải phải làm này cho bà con biết bà con định nói là con like con view là dựng kịch dựng mấy này kia ở đây làm phải làm cho đàng hoàng ai mà nói hiệp Thiên Hải dựng thì về dựng thì cứ đem một chứng ra ha hãy cho 100.000 đô vậy thôi chứ giờ đừng nó bèn dựng này kia mệt thì là mệt vừa qua sáu mấy tuổi lấy hàng ba mấy tuổi đó bà con theo quay đúng là đúng tội không có dựng đó. Nên là mọi người hãy chia sẻ với tôi rồi một lần nữa cảm ơn mọi người bây giờ chỉ cho tôi quay hình ảnh của đối tượng này với chị lên mạng cái mạng xã hội không? Dạ yeah. Còn cô thông tin chị vừa chia sẻ có đúng cái sự thật không? Đúng rồi. Nếu sai sai thì em tội chịu tội dạ, dạ. Thì đúng ảnh đó thì ảnh đó em với ảnh đó đúng không? Dạ đúng em với ảnh là ở trên nhà chợ hình của ảnh là em quay luôn mà rồi, dùng lần nữa cảm ơn mọi người hãy đi thể dục cảm ơn mọi người.